đây là chương trình học phong thủy cơ bản của Phong thủy Phùng Gia. Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. Bên cạnh cửa chính, phòng ngủ, bếp thì gian thờ tạo nên chính thể của dương trạch tứ yếu, hay chúng ta còn gọi là bốn nhân tố chủ chốt chi phối đến sự hưng thịnh của phong thủy nhà ở. Vậy thì vai trò và các yêu cầu cùng với các điểm cần chú ý của gian thờ cụ thể sẽ như thế nào thì trong chuỗi học phong thủy tôi sẽ đề cập các chi tiết nội dung liên quan. Đầu tiên chúng ta cần phải biết là phong thủy phòng thờ chiếm vai trò như thế nào. Thờ cúng chư vị Phật Thánh hay gia tiên là tín ngưỡng không chỉ thuận với truyền thống uống nước nhớ nguồn mà còn thể hiện rõ nhất lòng thành của gia chủ hướng tới những đấng thần linh hay là gia tiên bản địa. Nếu ba yếu tố của dương trạch tứ yếu trước kia mà tôi đã nhắc đến là môn chủ và táo, có nghĩa là cửa, phòng ngủ và bếp thuộc về dương, thì phòng thờ lại hơi hướng về tâm linh, nghĩa là thuộc về âm. Âm phù, dương trợ thì cũng chính là yếu tố quyết định sự thần trợ trong tứ quyết thiên, địa, nhân và thần. Với những vai trò như vậy thì cách cục của gian thờ tối ưu về phong thủy sẽ củng cố thêm để cho mỗi gia đình của chúng ta nhận được những may mắn, bình an và hạnh phúc. Vậy thì nguyên tắc thiết kế phong thủy phòng thờ sẽ như thế nào mới là chuẩn? Đầu tiên là chúng ta nói đến vị trí, quan trọng nhất là vị trí, đúng không ạ? Yêu cầu đầu tiên của ban thờ là cần phải đặt ở cung vị tốt và hướng tốt theo mệnh chủ, cũng như là nơi đặt ban thờ cần phải đảm bảo về yếu tố tụ khí. Cụ thể là chúng ta cần phải hướng tới những cung vị theo trường phái của bát trạch là có những du niên tốt như là sinh khí, thiên y, phúc đức và phục vị. Một thuật số cao cấp hơn một chút đó là huyền không phi tinh, thì chúng ta có thể dùng huyền không phi tinh để xác định vị trí có các cái cặp sao tốt nhất đáo tới, và từ đó chúng ta sẽ an vị ban thờ vào vị trí đó. Và huyền không phi tinh thì lại không quan trọng về hướng của ban thờ, miễn là vị trí đó đặt ở vị trí đẹp. Còn hướng thì không bị hướng qua những cái hình thế xấu chiếu tới thôi. Huyền không phi tinh sẽ lập ra một tinh bàn và những vị trí có cặp sao tốt, ví dụ như ngôi sao lục bạch kim, bát bạch thổ, cửu tử hỏa, tứ lục mộc và nhất bạch thủy, thì sẽ được coi là vị trí tốt. Thường thì huyền không phi tinh sẽ đi theo các cái cặp sao, như các bạn có thể nhìn thấy ở trên hình minh họa đây là vị trí tốt, nơi có thể đặt được ban thờ mà trước kia tôi đã tư vấn cho một gia chủ. Ngoài ra nữa thì đối với cả những ngôi nhà phố, khu vực thờ cúng thường được đặt ở một phòng riêng biệt trên tầng trên cùng căn nhà. Cách cục này thì vừa đảm bảo tính trang nghiêm lại rất là thuận lợi cho việc cúng lễ và hóa vàng ở ngoài trời, đúng không ạ? Việc đặt ban thờ ở nơi phòng khách ở tầng trệt ấy, thì dễ làm cho chúng ta thiếu cái sự thông thoáng và những cái nhang khói sẽ khó mà thoát ra được, thì sẽ làm cho căn nhà của chúng ta lúc nào cũng có cái mùi nhang khói như vậy. Tôi nghĩ là nó không được thông thoáng. Còn đối với cả những căn hộ chung cư, diện tích sinh hoạt thì thường bị hạn chế, nên là gian thờ chúng ta sẽ đặt tại không gian phòng khách, hoặc là các bạn hay làm cái ban thờ treo, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ phải lưu ý gì tiếp theo ạ? Nếu bạn là người quá là cầu toàn, một người cầu toàn vào trong phong thủy, thì ban thờ đặt ở trong gia đình của chúng ta cần phải tuân theo kích thước của lỗ ban. Tôi biết là một số người rất là quan trọng về kích thước này, tuy nhiên là theo thực chứng ấy, thì kích thước của ban thờ cũng không quá tạo ra những cái điều biến chuyển quá mạnh, mà chúng ta chỉ cần chọn kích thước tương ứng với những cung như là sinh khí, phúc lộc hay là tài vượng hay là tiến bảo. Còn bây giờ thì chúng ta có những kích thước lỗ ban như vậy để chưa được thực chứng, và cũng không có cái lý thuyết nào để có thể chứng minh được sự hiệu nghiệm của lỗ ban đó cả. Nên là nếu như các bạn làm theo lỗ ban, các bạn cảm thấy yên tâm thì các bạn cứ làm. Còn nếu như chúng ta không thực sự tin thì chúng ta không cần phải tin. Tiếp theo là chúng ta nói tới nguyên tắc chiếu sáng đối với cả ban thờ. Phòng thờ thì cần phải hướng đến sự ấm cúng và gần gũi. Chúng ta tránh gợi những cảm giác lạnh lẽo, tránh gợi những cảm giác u ám, nên là chúng ta thường sử dụng ánh sáng màu vàng ấm. Chúng ta tránh lắp những cái bóng đèn hay là đèn nhấp nháy quá nhiều và sẽ ảnh hưởng đến tính chất trang nghiêm của nơi thờ cúng. Tôi biết là một số những ban thờ trong miền Nam, nhất là những ban thờ của những cái cửa hàng giải trí như là cửa hàng bia, rồi cửa hàng đồ uống ấy, thì các bạn có ở trên trang thờ dưới đất các bạn làm một cái đèn nhấp nháy như là một cái cây, như là trang trí cây quất và cây thông vậy.
đây là một vị trí mà chúng ta cần sự trang nghiêm, chứ không phải là một nơi mà để bày biện cho đẹp. Nên các bạn tránh để những cái ánh sáng như vậy. Còn đối với cả bàn thờ của chúng ta trong nhà, một số những ngôi nhà tôi biết là các bạn để hướng ra ngoài cửa và ánh sáng rất là rực rỡ, thì tôi cũng khuyên các bạn là mặc dù chúng ta cần dương khí, nhưng phong thủy lại hướng đến cái sự hài hòa. Trạng thái tối hạo nhất của phong thủy là trạng thái quân bình, nên không được sáng quá và chúng ta cũng không nên để tối và lạnh lẽo quá. Tất nhiên cái điều này sẽ cần phải sự tư vấn của người phong thủy sư hoặc là người kiến trúc có kinh nghiệm thì mới có thể đưa ra được cái mức độ ánh sáng vừa phải cho gia đình của chúng ta. Và tiếp theo là chúng ta cũng cần phải chú ý và kiêng kỵ đối với cả một vài những thế phạm như sau. Đầu tiên, tránh ban thờ đặt đối diện với phòng ngủ, phòng bếp, đặc biệt là nơi bếp nấu. Tránh đối diện với cả nhà vệ sinh và tránh trông ra cái cửa cầu thang hay là nhà kho hoặc là thang máy. Và tiếp theo chúng ta cũng kiêng để ban thờ đặt dưới phòng ngủ, dưới hoặc là trên nhà vệ sinh hay là bể phốt. Tiếp theo là một cái thế phạm nữa là các bạn cũng hay gặp phải là xà ngang áp đỉnh. Phía sau của ban thờ chúng ta thì cần phải tựa vào tường vững chắc. Đặc biệt đối với cả ban thờ gia tiên và thần tài thì chúng ta bắt buộc phải có một chỗ dựa đằng sau. Và một phần nữa tôi muốn đặc biệt lưu ý các bạn là ban thờ chúng ta không nên đặt ở nơi nắng chiếu quá gay gắt hoặc là gió thổi mạnh. Ban thờ thì nhằm hướng chư vị thần linh hay là gia tiên, hướng tới sự yên tĩnh, nên đây là một nơi chủ về âm. Ở nơi bật ban thờ tốt nhất là cần phải tĩnh tại. Trong khi đó thì ánh nắng chiếu tới quá nhiều như tôi đã nói ở trên là sẽ bị cô dương sát, là quá nhiều dương thì quá nhiều dương sẽ tiêu tán âm, nó sẽ không tạo ra được thế âm dương cân bằng. Và một trong những cái điều mà tôi thấy các bạn hay phạm phải nữa đó là không gian của ban thờ lại đặt ở trong phòng ngủ, đặc biệt là đối với cả một số những gia đình theo phong cách hiện đại. Và một câu hỏi nữa các bạn rất hay hỏi tôi đó là vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp ở trên ban thờ như thế nào? Thông thường thì ban thờ chúng ta sẽ có từ 1 đến 3 bát hương là vật quan trọng nhất. Trong 3 bát hương đó thì bát hương ở giữa là bát hương chung thì chúng ta sẽ thờ thần linh thổ địa. Bát hương thứ hai là chúng ta sẽ thờ gia tiên và bà cô ông mãnh. Khi mà chúng ta bố trí ban thờ Phật thì cần phải cao hơn và tách biệt với cả ban thờ của gia tiên. Trên ban thờ của chúng ta thì thường sẽ có cả di ảnh nữa, đúng không ạ? Di ảnh thì đương nhiên là bên phải thì sẽ là người nữ, còn bên trái thì sẽ là người nam, tính theo hướng nhìn của ban thờ. Ngoài ra thì chúng ta còn có bộ ngũ sự. Bộ ngũ sự thì sẽ tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ. Bộ ngũ sự ở đây gồm có nến này, chân đèn này, rồi hạc, rùa, đỉnh đồng và cả lư hương nữa. Trên ban thờ của chúng ta thì các bạn cũng cần phải lưu ý là sẽ không để đèn chùm ở trên cái vị trí của bát hương. Đây là một trong những cái thế phạm mà tôi thấy khá nhiều bạn gặp phải. Vậy thì ban thờ là công năng kiến trúc không thể thay thế đối với cả mỗi gia đình của Việt Nam. Và hy vọng với những thông tin tôi đã chia sẻ trên thì sẽ giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ban thờ của chúng ta. Và nếu như các bạn cần chi tiết hơn nữa thì các bạn có thể tìm lại những video trước kia tôi đã chia sẻ về vị trí của ban thờ này. Và trong những video tiếp theo thì tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ những kiến thức về phong thủy chính phái. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.